Và em chọn số 2. Số 2. Như vậy là chúng ta sẽ lựa chọn gói tiền thưởng số 2. Và trước khi biết gói tiền thưởng số 2 là bao nhiêu thì chúng ta hãy cùng đến với lựa chọn công việc tương ứng với khách mời. Bây giờ em chọn cái nghề rất khó, bởi vì cái trợ giúp là chỉ sử dụng được có 2 nào. Nên là sẽ chọn thợ xăm. Thợ xăm. Theo em tại sao thợ xăm lại khó? Bởi vì nãy giờ những người kia em vẫn cảm nhận được trong đầu là nên là thế này thế kia, nhưng mà riêng thợ xăm thì em chưa biết. Chốt cái phương án nghề nghiệp nhé, là thợ xăm đúng không? Vâng ạ. Vậy thì bây giờ bạn sẽ lựa chọn khách mời số mấy để tương ứng với công việc thợ xăm? Em có quyền trợ giúp mà. Rồi. Em trợ giúp là 50-50. Có nghĩa là bỏ qua những đáp án không chính xác. Vâng. Như vậy là người chơi sẽ lựa chọn phương án bỏ đi những vị khách mời sai với công việc thợ xăm mà người chơi đã chọn. Hãy cùng xem đó là những số nào. Xin mời. Những người không làm công việc này. Chúng ta sẽ còn lại 3 vị khách mời. Số 2, số 3 và số 5. Số 2. Anh Đức, anh không phải thợ xăm đâu. Em nói thiệt. Đây nhá, anh nói ví dụ nhá. Như bạn số 5 chẳng hạn. Anh thấy là rất có thể bạn ấy sẽ là một nghệ nhân chuông gió, hoặc có thể là một thợ xăm. Nếu mà nói về thợ xăm nhá, bởi vì nhá, một người thợ xăm cũng giống như một người nghệ sĩ. Bởi vì một người thợ xăm họ không chỉ vẽ mà họ còn là những người cực kỳ tỉ mỉ. Nhìn cái gương mặt, mái tóc của bạn số 5 là anh thấy rất là nghệ sĩ này. Với cái cự ly tiếp cận gần như vậy, tụi em đã nghiệm ra được một điều. Cái đôi bàn tay anh số 3, Quang Trung nói là tại sao đen hơn cơ thể của anh nhiều quá? Tại vì dính mực xăm. Hoặc là anh đang đánh cái gì lên để che đi hình xăm của mình. Có nghĩa là người thứ 3 à? Còn anh Đức có thì giấu mất cái tay rồi. Chọn người thứ 3 hay người thứ 2? Mà đúng, nhưng mà cái chi tiết cái tay của xăm là hay mà. Em nghĩ là bây giờ chị nên chọn đi. Chị chọn theo cái cảm giác chị đi, chứ đừng nghe theo tụi em. Và em chọn người thợ xăm là người thứ 3. Thợ xăm đó là người số 3. Và bạn nếu như chốt, bạn hãy nói lại một lần nữa và bấm chuông. Tôi chọn người thứ 3 là thợ xăm. Rồi ơi. Hãy cùng xem kết quả. Hãy cùng xem gói tiền thưởng số 2 là bao nhiêu. 15 triệu. Một triệu. Nói chung như vậy là quá may mắn rồi. Nhưng hãy cùng xem là ban bình luận ấy, và em có đúng hay không. Số 2 có phải là thợ xăm hay không nhá? Em muốn xem. Xin mời chương trình hãy cho chúng tôi được biết thợ xăm là vị khách số mấy. Ra bà số 5 chứ hư xỉu á. Trời. Vâng. Thấy chưa? Trời. Em đã thấy anh phân tích chưa? Đó chính là số 5. Chúng tôi xin mời vị khách số 5 tiến lên phía trên. Như vậy là chúng ta cùng gặp gỡ với vị khách mời số 5. Các bạn hay gọi tên em là gì nhỉ? Ái Liên ạ. Ái Liên, tại sao lại có cái tên này? Là alien, người ngoài hành tinh ấy ạ. À, alien, đó, alien ngoài hành tinh. Tại sao anh thấy em rất xinh xắn, rất cá tính? Em có cái gì khác biệt đâu mà mọi người lại gọi em là người ngoài hành tinh? Em cũng không biết, có lẽ những điều bình thường đối với em thì lại là khác biệt đối với người ta. Đó, quan điểm sống của chị hồi nãy. Thích là làm. Thích là làm. Và khi biết công việc của bạn ấy là thợ xăm ấy, thì nó lại càng khẳng định cho cái mà bạn đã chia sẻ, quan điểm của bạn. Bởi vì là thông thường ra, thưa quý vị, một người thợ xăm 80%, tôi nghĩ như vậy nhá, là nam. Bởi vì là những người nam ấy thì họ sẽ nói gì thì nói, họ phù hợp hơn trong mắt của mọi người với cái công việc này. Họ rất là mạnh mẽ, đôi khi là cá tính. Còn nếu là nữ thì mọi người sẽ thấy là sợ nó không có đủ cá tính, sợ nó sẽ không phù hợp với công việc. Có đúng như vậy không, Alien? Dạ đúng ạ. Và trong cái nghề nghiệp của em thì có nhiều bạn nữ giống như em không? Dạ cũng có, nhưng mà đúng là ít hơn thiệt. Ít hơn rất nhiều. Trên người em hiện nay có bao nhiêu hình xăm? Dạ mười mấy hình. Mười mấy hình. Oh. Và em làm được bao nhiêu lâu công việc này rồi? Dạ em làm được gần một năm. Và em đã làm cho nhiều khách chưa? Và mọi người có thích thú với những cái ý tưởng của em không? Dạ cũng có ạ. Cảm ơn em nhé. Chúc em những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Chúc em sẽ có nhiều niềm vui với công việc mình lựa chọn. Yeah. Cảm ơn em. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã chia tay vị khách mời thứ hai trong chương trình ngày hôm nay. Đó chính là một thợ xăm, một cô gái còn rất trẻ, rất cá tính.
dám lựa chọn con đường mà mình thấy là phù hợp. Và trước khi đến với những vị khách mời tiếp theo và lựa chọn của người chơi trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị khán giả nghỉ ngơi trong ít phút. Đang quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6. Và đây là vòng thi thứ 3 dành cho người chơi Lan Phương của chúng ta. Ở hai vòng thi đầu tiên thì Lan Phương đã không thể chiến thắng. Và bây giờ là lúc chúng ta sẽ cùng đến ngay với vòng thi thứ 3 được mang tên Trực Giác. Chúng ta cùng gặp lại 4 vị khách mời, những người mà chúng ta chưa biết chính xác nghề nghiệp của họ là gì. Xin lưu ý, chúng ta còn 2 trợ giúp dành cho người chơi. Nếu như không sử dụng ở vòng này thì ở vòng sau sẽ không có giá trị nữa. Bây giờ Lan Phương, em chọn công việc gì? Em chọn nhảy bẻ khớp. Trước khi mà chúng ta quyết định chọn nhảy bẻ khớp thì anh muốn Lan Phương một lần nữa lựa chọn các gói tiền thưởng. Em chọn số 3. Số 3. Xin mời gói tiền thưởng số 3. Em nghĩ người nhảy bẻ khớp có thể là người bí ẩn số 3 hoặc là số 4. Số 3 hoặc số 4. Dạ. Thì hai người đều có cái vóc dáng ốm giống nhau. Thì cái khả năng họ thể hiện được bộ môn đó dễ hơn. Bây giờ em sẽ thể hiện kiến thức của mình để mọi người biết. Rồi, mời Pika. Người mà nhảy bẻ khớp á là những người thường phải có tay dài, chân dài thì họ mới có thể uống được. Em nghĩ anh số 3, cái ngón tay anh dài lắm. Anh số 4 cũng vậy. Lại là số 3. Em thì từ đầu đến giờ là em nghĩ bạn số 4 là bạn nhảy bẻ khớp. Bởi vì đấy, với cái phong thái, cái kiểu dáng của bạn ấy, đó là kiểu của một người hay trình diễn. Bạn ấy có một cái thần thái, có một cái phong cách rất là ngầu. Hay thử một lần mình chơi lớn thì mình cứ đơn giản là mình nghĩ như thế nào mình bảo như thế luôn đi. Khỏi suy nghĩ, khỏi logic. Bà Tiên còn cho chị một phép nữa đó, hỏi đi. Nào, bây giờ người chơi sử dụng trợ giúp nào hãy nói ạ. Em chọn trợ giúp. Hỏi nhanh đáp nhanh. Em muốn hỏi bạn nào? Em muốn hỏi bạn số 4. Như vậy là người chơi sử dụng trợ giúp hỏi nhanh đáp nhanh. Chúng tôi sẽ dành 1 phút để người chơi hỏi khách mời số 4. 1 phút bắt đầu. Em thích thể loại âm nhạc nào? Hip hop. Hip hop à? Em biết hát không? Dạ em có biết hát. Em hát hay không? Em hát bình thường. Hỏi năng gì chưa? Ăn gì chưa em? Em đói lắm rồi. Hả? Em đói lắm rồi á? Hết giờ. Hết giờ rồi kìa. Em sẽ đi theo cái cảm nhận của em luôn, không theo bất cứ một ai giống như kia nữa. Rồi. Em vẫn chọn người thứ 4 là bạn nhảy bẻ khớp. Rồi, số 4. Vậy thì em hãy chốt phương án của mình đi. Em có đặt ngôi sao may mắn không? Em đặt ngôi sao may mắn. Đặt ngôi sao may mắn và lựa chọn số 4. Số 4 chính là nhảy bẻ khớp. Và chúng ta hãy cùng xem kết quả. Và đúng rồi! Yes! Yes! Yeah! À, chúng ta đã có một lần đoán đúng đầu tiên của người chơi trong chương trình ngày hôm nay. Đó chính là khách mời ở vị trí số 4 với công việc là nhảy bẻ khớp. Chúng tôi muốn quý vị khán giả hãy cùng xem gói tiền thưởng số 3 có giá trị là bao nhiêu khi mà người chơi đã đặt ngôi sao may mắn. Xin mời! Yeah. Thế là em có 20 triệu. Như vậy là số tiền sẽ được nhân đôi là 20 triệu. Và chúng tôi nghĩ rằng là rất là xứng đáng thôi. Bởi vì lần này Lan Phương quyết đoán hơn, biết mình cần gì hơn. Bây giờ tôi dành thời gian cho Lan Phương để giao lưu, chia sẻ một chút cùng với vị khách mời số 4. Em nhảy cái này được lâu chưa? Thì thực sự em đã tìm hiểu được 7 năm rồi ạ. Được bao nhiêu năm để em mới bắt đầu khớp em nó bẻ? Em mất 5 năm để tự tập luyện. Và trong 5 năm đó thì gần như là các bài tập của em đều bị sai hết. Và em bị một vài chấn thương. Sau đó là em mới gặp được những người họ chuyên sâu về bộ môn này. Họ tập luyện hàng ngày, họ chuyên nghiệp về bộ môn này. Họ chỉ em và em học. Nhưng vì sao em thích cái môn này? Nguồn cảm hứng của em là một anh nhảy bẻ khớp rất là đẹp. Thế là đã truyền cho em cảm hứng và em rất thích theo đuổi bộ môn này. Cái môn nhảy bẻ khớp này có gọi là popping đúng không em? Thì popping là một thể loại riêng, bẻ khớp là một thể loại riêng. May mắn là em được gặp một nhóm nhảy thì em học cái bẻ khớp đó, nhưng mà em cũng học popping, hai cái đó em pha trộn vào nhau.
Và em cũng có chơi các bộ môn làm hoa mắt người khác, gọi là illusion. Thì em kết hợp với illusion, bẻ khớp, trộn lại với nhau Để tạo ra một cái tiết mục nó rất là nhiều màu sắc. Dạ, và nó rất là thú vị. Dạ đúng rồi. Và câu hỏi nữa anh muốn hỏi em là để tập cái môn nhảy bẻ khớp này thì cái cơ thể của chúng ta có cái sự khác biệt nào không? Hay là ai cũng có thể tập được miễn là phải kiên trì? Hiện tại bộ môn này là có hai trường hợp. Một là khớp cơ địa của người cứng. Cá nhân em là người mà phải tập luyện từ những cái bước đau nhất. Còn một vài như kiểu là các bạn nữ hay là các em bé xương đang còn gọi là non, đang còn dẻo thì các bạn ấy tập rất là nhanh. Như cá nhân em thì thực sự cái bẻ khớp của em mới chỉ là được 50% thôi. Nhưng mà em hiểu về nó và em tìm được những nhân tố là những người em của em, và em chỉ cho những người em của em làm những cái bẻ khớp đó. Còn em là sẽ là người điều khiển các bạn bẻ.